đối với một cơ sở giáo dục ấy, thì cái việc tuyển mộ giáo viên có tài năng thì là một cái điều mà nhà trường sẽ hết sức quan tâm rồi. Tuy nhiên nhà trường có cái chính sách để thu hút những học viên, những sinh viên có triển vọng không? Thì cái chính sách đó được như thế nào ở Đại học Thái Bình Dương? Đương nhiên, đó là mình cứ phải xây dựng một cái trường có chất lượng thật tốt, với một cái môi trường học tập thật tốt. Từ đó trường sẽ có những cái uy tín nhất định và sẽ thu hút được những sinh viên giỏi. Mà không phải chỉ giỏi trên điểm số mà còn là những sinh viên phù hợp và chia sẻ những cái giá trị với chúng tôi. Và điều thứ hai trường có thể làm đó là cung cấp những cái loại học bổng khác nhau. Dạ vâng, nói về chính sách học bổng thì quỹ học bổng của nhà trường sẽ được triển khai như thế nào trong thời gian tới ạ? Đối với chúng tôi, học bổng là phương tiện và chúng tôi cũng mong đợi là tiếp nhận những bạn sinh viên mà chia sẻ chung cái mục tiêu giáo dục với chúng tôi. Tức là chúng tôi đề nghị giáo dục khai phóng thì bạn hưởng ứng cái tinh thần đó, bạn thích một cái trường có giáo dục khai phóng thì bạn mới đến với chúng tôi. Chúng tôi đề nghị những cái ngành học, những cái khả năng ghép giữa ngành này và ngành khác để cho các bạn có những cái năng lực thuộc 2-3 lĩnh vực khác nhau. Thì nếu các bạn thực sự thích điều đó thì các bạn đến với Thái Bình Dương. Và đến với một trường đại học hay một ngành học mà mình có cùng chia sẻ mục tiêu giáo dục đào tạo thì mình mới có nhiều cơ hội để thành công. Còn học bổng nó là gì? Học bổng là cái phương tiện để phục vụ cho mục tiêu đó của thầy và trò. Thì chúng tôi có hai loại học bổng lớn mà đã áp dụng từ năm ngoái, năm nay sẽ được đẩy mạnh hơn. Tức là học bổng phát triển tài năng. Chúng tôi gọi là học bổng phát triển tài năng chứ không phải là học bổng học sinh giỏi hay là học bổng tài năng bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì chúng tôi quan niệm là chúng tôi tìm những bạn có tiềm năng và có cái ý chí phát triển tài năng của mình. Tất nhiên chúng tôi phải đòi một cái điểm đầu vào tương đối thì mới có thể phát triển tài năng được, cái đó tất nhiên. Nhưng điểm đầu vào chưa đủ mà phải thực sự có cái khát vọng là phát triển năng lực của mình. Thì đó là học bổng phát triển tài năng. Và cái học bổng khác chúng tôi gọi là học bổng vượt khó. Vượt khó không, đây không phải là sự từ thiện để hỗ trợ những người khó khăn. Chúng tôi thưởng, chúng tôi động viên, khuyến khích tạo điều kiện cho những người đã chứng tỏ cái năng lực vượt khó của mình. Thì đó là hai loại học bổng truyền thống mà chúng tôi đã bắt đầu từ năm ngoái, năm nay sẽ làm mạnh hơn. Tuy nhiên năm nay chúng tôi sẽ triển khai những loại học bổng mới, tức là học bổng đến từ doanh nghiệp và đặc biệt đối với ngành luật của nhà trường thì được sự cộng tác của một số nhà hảo tâm, trong đó có những người trong giới luật gia. Thì chúng tôi sẽ tạo ra cái học bổng vì công lý để tìm những sinh viên thực sự có cái khao khát là rèn luyện năng lực của mình, chuẩn bị mình để có thể góp phần vì cái mục tiêu là vì công lý, để bảo vệ đồng bào mình, bảo vệ chính bản thân mình, bảo vệ sự công bằng trong xã hội.